các hot girl Hàn Việt có những gợi ý mix đồ màu đất nào cho mùa thu này nhé. 1. No Channel Vai Trắng. Trắng là gam trung tính nên phối với bất cứ màu hay sắc độ nào cũng đều hợp rơ. Sắc trắng tinh khôi càng ăn ý với những tông no vai, no vàng nhẹ nhàng, trầm lắng. Kết hợp các gam no cùng sắc trắng, con gái sẽ có một bộ đồ thanh lịch mà vẫn trẻ trung, đặc biệt là cực kỳ tôn da. Bạn có thể phối icon màu nâu mà mình mới sắm được cho phù hợp xu hướng năm nay với bất cứ món đồ màu trắng nào có sẵn trong tủ đồ. Thậm chí khi diện cả cây trắng, chỉ cần thêm một món phụ kiện màu nâu như mũ, túi xách hay giày là con gái cũng đã có diện mạo đậm chất Hàn hơn hẳn. 2. Nâu đậm nâu nhạt. Thay vì kết hợp cả cây cùng màu nâu rất dễ bị dừ, bạn hãy kéo phối các sắc độ của màu nâu, kéo màu thông minh để tạo nên sự hòa hợp. Sắc đậm của nâu đất nên được đi cùng màu nâu sáng hay vàng be, nâu da bò, để bộ trang phục có điểm nhấn bắt mắt hơn. Kết hợp nhiều màu ăn ý trên cùng một bộ trang phục cũng sẽ giúp tổng thể không bị nhàm chán, thể hiện bạn là người cực kỳ có gu trong khoảng chơi màu. Gam nâu cũng dễ gây liên tưởng là gam màu, cổ lỗ sĩ hay bà già, nên một vài món đồ sáng hơn đi cùng sẽ mang đến vẻ hiện đại cho bạn. 3. Nâu rêu. Nâu là gam màu của đất, xanh rêu là gam màu của lá, cỏ cây, còn sự kết hợp nào có thể ăn ý hơn thế? Đây cũng là lý do mà Miss Rêu với Nâu đang là một trong những xu hướng hot nhất xứ Kim Chi. Để mix đồ rêu với Nâu trên Nâu Gai cũng rất đơn giản. Bạn có thể chọn áo quần đối màu hoặc dùng phụ kiện làm điểm nhấn. Màu rêu tuy trông rất nền nã và đẹp mắt nhưng lại khá kém da. Vì thế nếu không có làn da trắng sáng, bạn có thể dùng phụ kiện màu rêu hoặc mặc quần trên váy rêu cùng đồ nâu thay vì diện áo, váy liền màu rêu.